Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Như Một Điều Ước. Tên chương trình cũng đã nói lên tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống này ai cũng cần có những điều ước cho riêng mình, cho gia đình, cho xã hội. Và trong chương trình Như Một Điều Ước, chúng tôi cần một điều ước được hoàn thành cho nhân vật của chúng tôi. Chẳng may chúng ta bị một căn bệnh nào đó, và đặc biệt những căn bệnh hiểm nghèo, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ ước nguyện rằng chúng ta sẽ khỏi bệnh. Hoặc nếu như mà có những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta cũng ước rằng là ước gì chúng ta được có thêm nhiều kinh phí để có thể điều trị bệnh, vân vân. Một điều ước nó mang rất nhiều ý nghĩa, và mong rằng với một điều ước này sẽ lan tỏa những cái thông điệp yêu thương, chia sẻ để dành cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hãy đến với Như Một Điều Ước. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của Bệnh viện Stanford. Bọn mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Như Một Điều Ước. Quý vị thân mến, bọn đã có mặt tại quận 8, một nơi đang phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như là kinh tế và đô thị. Tuy nhiên rằng là giữa một cái nơi mà tương đối là đông đúc và nhộn nhịp như thế này, vẫn còn có những con người đang sống và chiến đấu cùng với bệnh tật, đặc biệt là căn bệnh ung thư vô cùng nguy hiểm, và họ sống trong một gia cảnh cũng vô cùng là khó khăn. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay mà chương trình Như Một Điều Ước mang đến cho quý vị khán giả sẽ là câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo chân Bảo Anh. Em chào anh Tuấn. Trời ơi, anh mà không đứng đây là em không biết sao mà em tìm anh luôn. Chị đang nằm trong nhà. Chị bệnh. Dạ, em chào chị ạ. Chắc là anh cho em vào nhà để mình trò chuyện với nhau cho nó tiện hôm nay. Dạ. Dạ, em chào chị. Dạ, em là Bảo Anh, đến từ chương trình Như Một Điều Ước. Dạ, chị tên gì chị? Chị tên Trang. Chị Trang, dạ. Anh thì bị ung thư, còn chị đang bị bệnh gì hả? Bệnh lao cuộc sống. Mà nghe học cái bệnh vậy rồi là tự nhiên cũng suy sụp tinh thần. Dạ. Lúc đó hả, tay chân nó đau nhất thì chưa có bị cột sống đó. Thì giống như chân đau tê nhất, nhưng mà dán cầm cự đi bán vé số. Bán vé số thì giống như đau nhất thì mệt mỏi thì ngồi nghỉ, khỏe thì mình đi tiếp. Rồi xong cái mệt quá khó thở mới đi nhập viện. Nhập viện nằm bệnh viện hết cũng 10 ngày rồi về. Thật ra thì em tới đây thì em chỉ biết hoàn cảnh của anh Tuấn là đang mắc căn bệnh ung thư, mà không ngờ em tới đây thì em lại thấy chị nằm đây nữa. Một người bệnh thôi, một người chăm, còn thì hai người bệnh mà chăm nhau. Chị thì đi bán vé số để có tiền mua gạo, mà giờ chị đâu vậy, chị nằm chỗ mà anh thì lại đang bệnh ung thư. Thì vậy thì anh chị làm gì để mà bây giờ mình kiếm sống, mà công việc của anh thì bấp bênh? Thì có được con thì nó cũng đi làm, người ta kêu gì làm đó, rồi nó cũng về nó phụ mẹ nó mua thuốc men. Dạ. Và trong chương trình Như Một Điều Ước thì còn có thêm một cái phần tư vấn từ chuyên gia, đặc biệt là đối với căn bệnh ung thư của anh. Thì chắc là để rõ ràng hơn thông tin cho bác sĩ dễ tư vấn, thì anh cho em mượn hồ sơ bệnh án của mình được không ạ? Dạ. Thì em xin được đọc để cho mọi người cùng biết. Đó là anh Tuấn thì bị bệnh chính là C73 u ác của tuyến giáp dạng nhú, với chị Trang là vợ của anh Tuấn bị lao xương và khớp. Không biết bệnh lao xương thế nào. Xưa giờ mình nghe bị lao phổi này kia, mình nghe lao phơi xương nữa. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến phim trường khách mời, đó chính là đại tá chuyên khoa 2 bác sĩ Phạm Phú Sơn. Xin chào bác. Xin chào. Dạ. Quyền Linh và chào khán giả truyền hình. Người thứ hai là một cô bé xinh xắn, Quỳnh Như. Dạ. Quỳnh Như, xin thưa quý vị, Quỳnh Như cũng đã từng bị ung thư tuyến giáp, mà liên quan đến cái căn bệnh ngày hôm nay. Cái ung thư tuyến giáp thì mình nghe nhiều rồi, nhưng mà lao xương á thì mình chưa nghe. Lao xương là bệnh sao thưa bác? Cái lao á thì là nó có rất nhiều, mà ta thường gặp, người ta nghĩ là lao phổi là thường gặp nhiều nhất,
nhưng mà thực tế ngoài lao phổi nó còn lao da, lao vú, lao xương, lao thận, lao nhiều cơ quan. Trong trường hợp bệnh nhân này nó lao xương thì là nó cái vi trùng lao nó phá hủy xương, rồi nó xâm lấn từ xương rồi nó đi vào tủy, rồi nó vào máu, rồi nó đến những cơ quan khác thì nó gây ra những bệnh khác nữa, là mình có tình trạng là đau đớn rồi là suy kiệt về thể xác lẫn tinh thần. Đầu tiên bây giờ phát hiện ra bệnh mình sẽ làm gì bác? Thì bây giờ lao không phải là khó lắm, bây giờ nó cũng có phát đồ tấn công và củng cố, uống rồi sau này chích. Thì là bây giờ chương trình chống lao quốc gia trước đây là nhà nước cũng đã miễn phí 100%, thì mình điều trị, sau đó thì bây giờ có những cái thuốc không có thì mình phải mua thêm để mình điều trị. Thì là cái thời phát đồ vì như mình điều trị tích cực thì nhiều cái lao là gần như là khỏi như là hoàn toàn. Cho nên là không vấn đề, là không có đáng ngại. Tuy nhiên là cái trường hợp như cái bệnh nhân mà trên TV vừa nói đây thì là nó đã xâm lấn vào xương nên rất đau xương. Thì ngoài những cái thuốc mà giảm đau rồi bảo vệ gan, rồi bảo vệ tai, tại những cái thuốc như uống thuốc lao thì nó gây ra những tác dụng phụ như nó ù tai do nó tổn thương dây thần kinh ốc tai tiền đình, hoặc là nó tổn thương gan thì mình phải bảo vệ gan rồi bảo vệ dây thần kinh ốc tai tiền đình đó, thì mình phải giảm đau và nâng cao sức đề kháng tổng trạng nói chung. Kiểm soát những cái bệnh nền, ví dụ như có huyết áp hay có tiểu đường hay những cái bệnh lý khác không. À, mình lao nó liên quan đến rất nhiều thứ nữa bác hả? Đúng rồi, cái thuốc lao thường nó độc cho gan nên mình phải bảo vệ gan. Nó tăng cái men gan, nó hủy hoại tế bào gan. Hoặc là dùng lao, thuốc lao nhiều thì nó độc cho cái ốc tai tiền đình nên nó ù tai. Đó, rồi là thậm chí là người ta nhiều người uống nó còn mắc mờ nữa, hoặc là nó mệt mỏi người ta bỏ thuốc, người ta người là không tuân thủ điều trị đó. Người ta uống trong thời gian người ta thấy mệt quá người ta bỏ thông, cho nên là mình phải kiểm soát, thậm chí là phải bắt người ta uống trước mặt bác sĩ. Dạ. Yeah. Đó là một trong những cái tư vấn đầu tiên của bác sĩ Sơn đối với bệnh nhân nữ là vợ của anh Tuấn. Còn bây giờ trở lại với anh Tuấn á, thì ung thư tuyến giáp nó là một bệnh ung thư như thế nào bác? Ung thư tuyến giáp là một cái loại ung thư mà nó xảy ra ở tuyến giáp, nằm tuyến nội tiết, nằm trước cổ. Yeah. Thì là cái tỷ lệ mà nữ trên nam, hoặc trong đấy là các bệnh khác là nam trên nữ, hay không? Bây giờ nữ trên nam, nữ là trên nam là 3 trên 1, nghĩa là 3 người nữ thì 1 người nam. Và cái ung thư tuyến giáp là nó rất là may mắn là hầu như 85, có tài liệu nói tới 90% là ung thư tuyến giáp thể nhú. Thể nhú là người ta nói, có người tôi đã nghe, có người ta nói nếu bị ung thư thì hãy là bị ung thư tuyến giáp, mà nếu bị ung thư tuyến giáp thì hãy bị ung thư tuyến giáp thể nhú. Như là cái độ an toàn và cái hiệu quả điều trị nó rất là cao. Đến nếu mà 85% đến 90% là ung thư tuyến giáp thể nhú á, thì ta điều trị mà cái tỷ lệ mà sống khỏi bệnh 55 là 98 đến 99%. Là cái tỷ lệ rất cao, có tài liệu nói 98,5, có tỷ lệ 99% là tỷ lệ khỏi bệnh á, trong vòng 5 năm. Và nó cái tỷ lệ mà nó tái phát là nó ít, thường mà phát hiện sớm, thường nó sẽ chỉ phẫu thuật và theo dõi. Nếu như giai đoạn muộn thì là nó có di căn hạch thì ta thường ta uống thêm cái iốt phóng xạ, mà cái đó là phải theo cái liều, là phải theo cái tình trạng bệnh, tình trạng nó di căn bao nhiêu hạch hay là di căn xa gì không, thì bác sĩ căn cứ của tình trạng đó mới cho liều, và cái theo cái sức khỏe của người bệnh và cái cân nặng của người bệnh như thế nào thì mới cho cái liều nhiều hay liều ít, là tùy theo của mỗi người. Nếu ung thư tuyến giáp thì người ta khuyên là không dùng những cái muối có iốt hay là nước mắm hay là những cái thứ mà nó có nguy cơ mà nó chứa iốt trong thành phần của nó, để người ta chuẩn bị cho cái uống iốt phóng xạ, thành ra là phải làm sạch cái đó. Còn nếu như mà không có uống iốt phóng xạ đó thì là mình có thể ăn uống bình thường. Cái vấn đề của anh là không phải là vấn đề lớn, vấn đề lớn là của bà xã của anh Tuấn ạ. Bây giờ là cái phải điều trị cái gọi là cái lao xương á sớm khẩn cấp để cho nó đạt được cái hiệu quả mong muốn, chứ không thôi là để càng lâu thì cái bệnh nó tiến triển càng nhiều, nó tổn thương nhiều cơ quan khác nữa, là cái điều trị nó càng khó khăn. Anh Tuấn ơi, thật ra là ung thư không phải là hết anh ạ. À, như em chẳng hạn thì ung thư tuyến giáp mình thật ra là có thể điều trị được. Anh Tuấn hãy giữ gìn sức khỏe và cùng gia đình, cùng mọi người giúp đỡ, hỗ trợ cho chị để mà mình có thêm nhiều động lực, nhiều niềm tin trong cuộc sống hơn nữa. Và anh Tuấn và gia đình cố lên nhé. Quỳnh Như, sao mình phát hiện ra mình bị ung thư tuyến giáp? Dạ, em phát hiện ra bệnh ung thư tuyến giáp là khi mà em kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và cứ 6 tháng một lần thì em sẽ đi kiểm tra. Và đúng là hồi tháng 5 vừa rồi, thì em có đi kiểm tra một lần nữa, thì phát hiện ra là trong cái ổ cổ của mình có một cái khối u nhỏ. Vâng ạ. Thì sau khi mà phát hiện ra được là trong cổ mình có một cái khối u nhỏ đấy, thì các bác sĩ cùng tiến hành cho hút tế bào. Thì sau 2 ngày thì có kết quả cho hút tế bào là em bị chẩn đoán là ung thư ca giáp thể nhú. À,
nó có biểu hiện gì mà mình nhận ra được hay không? À, dạ, đầu tiên thì nó bị khàn tiếng. Khàn tiếng và khi mà mọi người bị một cái vấn đề gì thì cơ thể mình sẽ báo hiệu. Thì cái dấu hiệu đầu tiên của em là nó có cảm giác như kiểu là mình hay bị nghẹn và mình khó nuốt. Mình như kiểu là mình sẽ khi mà mình ăn uống vào là nó sẽ có một cái gì đó vướng lại nơi cổ của mình đấy ạ, và có cảm giác đau họng đấy. Thì em đã bị đau họng phải tầm khoảng 2 tuần mà không đỡ, thì em mới quyết định là mình đi siêu âm cổ như thế nào thì phát hiện ra khối u ạ. Em đang điều trị ở đâu? Dạ em hiện tại em đã từng điều trị ở bên bệnh viện Stanford ạ. Vâng ạ. Và hiện tại thì cứ 3 tháng một lần em sẽ đi kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tuyến giáp và xét nghiệm chức năng tuyến giáp của mình như thế nào. Bây giờ ăn uống bình thường? Dạ đúng rồi ạ. Sinh hoạt bình thường? Dạ đúng rồi. Nó không có một cái trở ngại gì như ngày xưa nữa? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Rồi chúc mừng nha. Một cô gái trẻ xinh đẹp thế này mà đúng là cuộc đời nó không may mắn á bác Sơn hả? Không, cũng may mắn, nhưng không may mắn mà có may mắn. May mắn là bị ung thư mà ung thư tuyến giáp, như tôi đã nói. Nếu như ai mà chẳng may bị ung thư thì hãy là ung thư tuyến giáp. Mà nếu ung thư tuyến giáp thì hãy là ung thư tuyến giáp thể nhú. Nhú là sao bác? Thể nhú là cái loại tế bào á, cái loại đó là lành tính. Tôi nói là như ung thư tuyến giáp là 85, có sách tài liệu nó nói là hơn 85% là ung thư tuyến giáp thể nhú. Là nó là cái loại gọi là mình dân gian gọi là dân nói là hiền á. Vậy thì ung thư tuyến giáp nó có cái phác đồ điều trị giống như các loại ung thư khác hay không? Nó khác chứ. Thường là ung thư tuyến giáp là chỉ có người ta thường á là ta dùng đầu tiên, nếu như phát hiện sớm thì ta cắt bỏ hoàn toàn cái khối u tại vị trí đó, cắt rộng ra và chỉ theo dõi nếu như mà nó chưa có di căn hạch vùng hay là chưa di căn những cái nơi xa. Sau đó rồi á theo dõi và cái cứ như Quỳnh Như có nói là như 3 tháng trong vòng 2 năm đầu, sau đó là mình theo dõi sau. Còn nếu trường hợp mà nó đã có nghi ngờ di căn xa hoặc là có xác định là di căn xa thì như ta nói ngay từ đầu là tùy theo tình trạng sức khỏe là có bệnh nền hay không và cái cân nặng của bệnh nhân bao nhiêu, và ta cho cái liều iốt phóng xạ uống thì mình phải cách ly để cái liều phóng xạ nó ảnh hưởng nó ít, không có ảnh hưởng đến người xung quanh. Cách ly đó một thời gian là cứ định kỳ uống và theo dõi, định kỳ uống và theo dõi, cứ chu kỳ lặp lại đến khi nào mà cảm thấy an toàn là thôi. Và có thể xét nghiệm là cái điều trị thì ta xét nghiệm cái là thyroglobulin và anti thyro là cái kháng giáp anti thyroglobulin, là những cái đó để mình theo dõi kết quả điều trị. Yeah. Cảm ơn bác Sơn rất là nhiều, và đây là một người có thể truyền động lực rất là tốt đây ha. Tôi nghĩ rằng là anh Tuấn cũng không nên lo lắng quá. Quan trọng bây giờ anh phải giữ gìn sức khỏe, lo cho chị. Và giống như bác Sơn đã tư vấn, sẽ phải cần đến kiểm tra cho chị trước đi ha. Anh cũng vậy, mình cần kiểm tra cho nó kỹ. Ung thư tuyến giáp thì một cái tin rất là vui. Bác sĩ Sơn cũng như là như Quỳnh vừa mới nói thì 85-95% sẽ khỏi nếu chúng ta điều trị đúng. Và nếu chúng ta điều trị kịp thời, vậy thì không có lo gì hết. Quan trọng là bây giờ tinh thần mình thoải mái, mình lo chị khỏe đi ha. Vấn đề còn lại là bây giờ tiền đâu? Tiền đâu để anh Tuấn có thể vừa lo cho vợ vừa lo cho ảnh nữa, bởi vì cái hoàn cảnh anh Tuấn cũng rất là khó khăn. Chính vì thế chương trình Như Một Điều Ước sẽ có số điện thoại đang chạy trên màn hình thưa quý vị, để kêu gọi quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Tuấn, và mong rằng sau chương trình này thì sẽ có nhiều kinh phí, nhiều tình yêu thương của khán giả gửi về cho gia đình anh Tuấn. Dạ, ngoài ra thì chương trình cũng có một món quà nhỏ để gửi đến anh chị, mong là anh chị có thật nhiều những cái sức khỏe và niềm vui. Đây là cái nhu yếu phẩm đến từ nhãn hàng Amity, thì là nước giặt rồi nước rửa tay, nước rửa chén để mà mình có thể sử dụng hàng ngày. Dạ, tôi xin được phép gửi anh một món quà nhỏ nữa. Cảm ơn chương trình. Chị cũng muốn là xin cảm ơn tất cả bên mạng thường quân để giúp đỡ cho gia đình. Chỉ có năng lượng tích cực và sự lạc quan mới giúp mình có thể là vượt qua những cái cơn đau của bệnh tật mà mình đang mang, anh chị nha. Và với quý vị đang theo dõi chương trình Như Một Điều Ước thì quý vị có thể giang tay để giúp đỡ cho gia đình của anh Tuấn và chị Trang bằng cách rất là đơn giản là quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại của gia đình anh chị để mà mình có thể đóng góp nè. Của ít lòng nhiều hoặc là bằng những cái vật chất gì đấy để làm sao để cho các anh chị có thể là thấy không có bị lẻ loi trên cái hành trình cả hai cùng chống lại bệnh tật và có những cái khoảng thời gian vui sống mỗi ngày.